sau khi được sự tư vấn của bác sĩ nè, rồi được các người bạn của Kim Chi đã thường sử dụng những cái công nghệ này á, họ cũng tư vấn cho Kim Chi rất là nhiều, cho nên là mình cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng cái công nghệ này. Như mọi người cũng thấy rồi đó, làn da của Kim Chi bây giờ á, căng mọng hơn này, tươi sáng hơn, tràn đầy sức sống hơn, và các nếp nhăn hầu như là hoàn toàn biến mất. Nói chung đó là một cái điều rất là hạnh phúc đối với một người phụ nữ.